chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay miền Bắc khởi đầu tuần mới với thời tiết nắng ráo nhưng bầu trời đã nhiều mây hơn nên cảm giác bớt phần chói chang. Trong hai ngày sắp tới, thời tiết cũng chưa có biến động đặc biệt. Ban ngày có nắng nhiều, tuy nhiên đôi lúc trời cũng nhiều mây hơn và mức độ khô nóng có suy giảm nhẹ so với những ngày vừa qua với nền nhiệt độ đa phần là dưới 34 độ. Và theo như nhận định của các chuyên gia thời tiết, thì sang đến ngày 13, một khối không khí mát yếu sẽ di chuyển xuống miền Bắc nước ta, khiến cho thời tiết có những chuyển biến. Mưa rào và dông với lượng khá sẽ xuất hiện trở lại tại khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ, sau đó lan dần sang các khu vực khác thuộc Trung Du và Nam Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Những ngày cuối tuần này có mưa nên là nhiệt độ sẽ giảm nhanh từ ngày 13, cao nhất ngày sẽ chỉ vào khoảng 28-31 độ. Thời tiết dần chuyển mát mẻ, dễ chịu, còn tại các tỉnh vùng núi phía Bắc thì mưa sẽ ít xảy ra hơn. Ban ngày trời vẫn có nắng nhưng nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ khoảng 1-2 độ so với những ngày trước. Thời tiết nhìn chung sẽ không gây trở ngại nhiều đến các hoạt động lưu thông cũng như là sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây. Đến với khu vực Trung Bộ, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Quảng Trị, trong 2 ngày tới, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi vào chiều tối tại phía nam khu vực. Còn ban ngày thì trời khô ráo và có nắng nhiều. Và cũng giống như các tỉnh miền Bắc từ ngày 13, do ảnh hưởng của đới gió đông trên cao kết hợp với khối không khí mát, nên trời sẽ chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, cùng với nền nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Còn tại khu vực các tỉnh từ Huế trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận, do rãnh áp thấp vẫn duy trì hoạt động nên trong 3 ngày tới vẫn có mưa rào và dông rải rác và lượng mưa có xu hướng tăng dần về lượng từ ngày 13 khi mà rãnh mây dông trên hoạt động mạnh hơn về cường độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa nam của rãnh mây dông trên với hoạt động của đới gió Tây Nam nên trong thời đoạn 3 đến 5 ngày tới, mưa rào và dông vẫn xảy ra ở nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, đi kèm với các hiện tượng như là dông sét và gió giật mạnh. Do vậy, người dân vùng cao nguyên khi lưu thông cần phải hết sức lưu ý, hạn chế tốc độ khi đi qua các cung đường trơn trượt, khuất tầm nhìn. Còn ở tại khu vực Nam Bộ thì quý vị và các bạn hãy chọn cho mình một lộ trình lưu thông thích hợp, tránh các đoạn đường trũng thấp hoặc là các khu vực công trường đang thi công xây sửa để đề phòng tối đa những tai nạn không đáng có. Nhiệt độ ở tại khu vực cũng ít có sự biến động, cao nhất ngày dao động từ 27 đến 30 độ ở Tây Nguyên và khoảng từ 30 đến 32 độ tại Nam Bộ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, nên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Khoảng từ ngày 13 thì khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông hoạt động mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 và không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Ngoài ra, thì do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa dông kèm gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Như vậy là Bắc Bộ vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng trước khi đón khí lạnh gây mưa từ khoảng ngày 13 tháng 10. Trung Bộ thì mưa chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, trong khi đó thì Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Bản tin thời tiết cuối ngày cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!